Thưa quý khán giả và các đồng chí, Đại tá phi công, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy là một trong những huyền thoại của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam, người đã từng bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Sau một thời gian điều trị bệnh, ông đã qua đời vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 9 tại Bệnh viện Quân y 175. Tên tuổi của ông gắn liền với dòng máy bay MiG-17 huyền thoại. Lễ viếng Đại tá phi công, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy sẽ được Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức vào 9 giờ ngày 24 tháng 9 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ truy điệu và đưa táng sẽ được tổ chức vào hồi 5 giờ 30 ngày 26 tháng 9 năm 2019. Thưa quý khán giả và các đồng chí, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Nguyễn Văn Bảy, một trong 19 phi công Việt Nam đạt cấp ách trong kháng chiến chống Mỹ, với thành tích lái tiêm kích MiG-17 bắn rơi 7 máy bay hiện đại nhất lúc bấy giờ của không lực Hoa Kỳ, nhiều nhất từ trước đến nay. Người phi công thượng thẳng, chưa biết đi xe đạp, đã học lái máy bay này, đã tạo ra những kỳ tích có 102 trong lịch sử không quân Việt Nam và thế giới. Danh tiếng của ông lớn đến mức năm 2009 khi sang Việt Nam, tướng không quân Hoa Kỳ Stephen Ritchie đã phải lặn lội tìm đến tận nhà ông Bảy để nhìn tận mắt đối thủ đáng gờm nhất mình đã từng đụng độ, với tất cả sự kính trọng dành cho phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy. Phi công anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy vốn xuất thân từ nông dân, và khi rời quân ngũ, ông lại trở về với công việc đồng áng nơi miệt vườn, đồng ruộng quê hương. Với ông, tất cả mọi danh vọng, tất cả những chiến công, ông xin gửi lại cho Tổ quốc, cho nhân dân. Vì đó là chiến thắng của cả một dân tộc yêu chuộng tự do, hòa bình, một dân tộc phi thường được tạo nên bởi những con người giản dị, bình thường như ông. Đúng với cái tên lúc đương thời, mọi người vẫn yêu quý gọi ông, người anh hùng chân đất. Trong bức thư gửi cho người vợ mới cưới của mình năm 1966, chàng phi công trẻ Nguyễn Văn Bảy hồ hởi khoe chiến tích chiếc máy bay đầu tiên mà anh bắn hạ. Khi ấy, Bảy mới cưới vợ được hơn một tuần. Đám cưới diễn ra vội vã trong vòng vài chục phút, rồi Nguyễn Văn Bảy lại mặc đồ bay và bay liền 12 ngày trước khi gặp lại vợ mình lần nữa. Để có được chiến tích đầu tiên ấy là cả một quá trình rèn luyện gian khổ của phi công Nguyễn Văn Bảy và các đồng đội. Trải qua 200 giờ bay huấn luyện trước khi đi vào tác chiến thực, trận đầu tiên xuất kích của Nguyễn Văn Bảy không được như mong đợi. Máy bay của ông bị trúng 84 vết đạn, nhưng ông vẫn từ chối buông dù, cố gắng điều khiển máy bay về hạ cánh an toàn. Theo đánh giá của các chuyên gia Liên Xô, thì đây là điều chưa từng có trong lịch sử hàng không thế giới. Chiến tích đó chính là khởi đầu cho những đỉnh cao sau này của ông. Rút kinh nghiệm từ trận đánh đầu tiên, phi công Nguyễn Văn Bảy đã áp dụng cách đánh mới trong các lần xuất kích sau đó. Nhận thấy số lượng vũ khí trang bị trên MiG-17 là quá ít để đánh trực diện với máy bay địch, giải pháp táo bạo được chàng phi công trẻ đưa ra là đánh giáp lá cà. Ông chỉ quyết định bóp cò khi đã tận mắt thấy phi công đọc rõ số hiệu trên máy bay địch. Cách đánh của anh Bảy đó, của anh Hùng Bảy đó là cận chiến, quyết liệt, bắn trúng ngay cái loạt đạn đầu tiên và đã bắn là bắn rơi tại chỗ. Đấy là cái quyết liệt, cái dũng cảm, cái mưu trí sáng tạo của anh Hùng Bảy trong chiến đấu. Thật vậy, trong không quân, nhiều phi công lái MiG-17 bắn rơi máy bay địch và được phong anh hùng. Nhưng phi công Nguyễn Văn Bảy là người đầu tiên và duy nhất lái MiG-17 bắn rơi được 7 máy bay địch hiện đại vượt trội hơn. Không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới, tính đến nay chưa có phi công nào làm được điều đó. Các thế hệ phi công sau này đều học tập cách đánh của Nguyễn Văn Bảy. Hồi xưa tôi cũng học tập đồng bào Việt Nam rồi. Bây giờ đánh như Mỹ là phải nắm thắt lưng Mỹ. Tôi cũng nắm thắt lưng địch, vô sát luôn, nắm thắt lưng địch, đóng. Thì cái cách đánh của mình như thế, 2 chiếc, nhiều khi tôi chơi với 10 mấy chiếc luôn. Mà tôi càng đóng, tôi vô giữa đội hình, tôi càng thích. Biết sao, mình vô giữa đội hình nó là, nó bắn mình, nó thấy thằng phía trước, nó ngại. Còn mình á, có mình tôi đặt ngã cho tôi gặp nào tôi bữa, lấy tôi gặp nào tôi bắn, lấy tôi bắn, thoải mái, mình không có sợ.
Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Thượng úy phi công Nguyễn Văn Bảy, Đại đội Phó, Đại đội 1, Trung đoàn 923, Quân chủng Không quân, được Nhà nước Việt Nam tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa tròn 31 tuổi. Và sau này, theo lời kể của các nhân chứng, thì chính Bác Hồ là người đã không cho ông trực tiếp lái máy bay chiến đấu nữa, mà chỉ đạo rút về hậu cứ để làm công tác đào tạo, huấn luyện phi công. Sở dĩ như vậy vì Bác lo ngại những phi công chiến đấu hàng đầu như ông Bảy nếu trực tiếp tham gia chiến đấu, không may có thể hy sinh. Ông Bảy kể, Bác Hồ nói, nếu để phi công Bảy đi chiến đấu mà hy sinh, thì sẽ cảm thấy có lỗi với đồng bào miền Nam. Trước khi tôi đi học bên Trung Quốc, Bác cũng có đến gặp, động viên. Bác hỏi ai là người Việt Nam. Bác nói người Việt Nam, các chú phải chịu khó học thật giỏi. Sau này thống nhất nước nhà đưa Bác về thăm đồng bào miền Nam. Đồng bào miền Nam thấy con em mình ra miền Bắc được học tập này, và đồng bào miền Nam rất là vui vẻ, rất phấn khởi. Tôi nhớ lại cái lời Bác Hồ dặn, tôi cố gắng, tôi học. Thì cuối cùng là đạt thành công. Học tập tấm gương giản dị của Bác, rời xa cuộc sống binh ngũ, người anh hùng Nguyễn Văn Bảy trở về với cuộc sống nơi miệt vườn bình dị, giản đơn. Hết đào ao nuôi cá, trồng khoai mì, ông lại miệt mài đi tìm tòi giống lúa mới, loại cây hay mang về trồng thử nghiệm. Ngay trong sản xuất, ông đã có những cái đóng góp, có những cái góp ý cho anh em trong cách làm, trong những vấn đề thuộc về phải suy nghĩ về khoa học, cái hướng đi. Con người đó là con người cho tới giờ phút cuối, tôi thấy tới bây giờ vẫn là có một cái giá trị đặc biệt. Không chỉ vậy, lo cho mình chưa hết, ông Bảy còn luôn tận tâm lo cho bà con trong vùng. Một năm đôi lần, ông đến thăm và tặng gạo được ông gieo cấy từ mảnh ruộng sau nhà cho trường nuôi dạy trẻ khuyết tật thị xã Sa Đéc. Bằng uy tín của mình, ông Bảy còn đứng ra kêu gọi bà con trong ấp đóng góp tiền kéo đường điện sinh hoạt, rồi tất bật vận động bà con lối xóm rải sỏi đắp đường. Bởi vậy, hình ảnh của người lính bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân lại càng thêm vững chắc. Mới đầu thì ảnh sức vốn ra, rồi ảnh đóng xong rồi gì cái cũng như là ảnh đếm hộ bao nhiêu hộ vậy đó, rồi cái chia ra mỗi người đóng nhiêu vậy đó, gom góp, rồi mấy tháng sau có điện. Mà cũng như là nhờ anh Bảy anh về đây là mới có điện, chứ nếu không có anh Bảy cũng chưa chắc gì có điện. Bầu trời hòa bình của quê hương ngày hôm nay là chiến trường của những người lính không quân Việt Nam quên mình vì tổ quốc trong quá khứ. Màu xanh yên bình ấy đã được đánh đổi bằng máu của tiền phương và nước mắt của hậu phương qua những trận không chiến oai hùng của không quân nhân dân Việt Nam mà Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang, phi công Nguyễn Văn Bảy là một điển hình ưu tú nhất.